Tết đến xuân sang, Decan Dubai dán xe tận làng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng tôi đang có chương trình ưu đãi hấp dẫn, dán xe đổi màu xe tại nhà. Nếu công việc của các bạn quá bận rộn, nếu bạn ngại đi xa, nếu bạn ngại phải chờ đợi quá lâu từ 8 tiếng đến 10 tiếng để đổi màu chiếc xe, thì nay chúng tôi dán xe tận nhà. Đương nhiên các bạn sẽ được trải nghiệm dịch vụ cao cấp dán xe vô cùng tỉ mỉ, đẳng cấp của chúng tôi tại nhà từ 8 đến 9 tiếng để lột xác hoàn toàn chiếc xe của bạn. Bên cạnh tôi đây đang là chiếc Mercedes E300 đời 2021 phiên bản mới nhất, đang là màu đen, ngày hôm nay đang được hoàn thiện để đổi sang màu xám Titan. Chúng tôi đang ở bước số 2, đó chính là tháo ráp các bộ phận cần thiết để dán, ví dụ như đèn hậu, tai gương càng trước càng sau, để có thể gập sâu mép đề can vào bên trong. Tại sao cần phải tháo các bộ phận này? Trong quá trình sử dụng và sửa xe, rất hay xảy ra tình trạng bung mép. Vì vậy, đề can phải được gập sâu vào các mép, thật sâu ở bên trong tất cả các ngóc ngách thì mới có thể bền và đảm bảo độ bền cho đề can từ 3 đến 5 năm. Chiếc Mercedes này mới đến nỗi nó còn chưa được bóc tem, và chỉ vài tiếng nữa thôi các bạn sẽ được chứng kiến quá trình lột xác của nó từ màu đen thành màu xám chì. Và xin kính mời quý vị các bạn cùng chờ đợi. Bây giờ đang là 9 giờ tối và chiếc xe của chúng ta đã dán hoàn thiện xong 100%. Xin mời quý anh chị cùng chiêm ngưỡng.